Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Xong cấu hình combo này khi em phối ghép và khi nhận đơn, và hiện tại bây giờ em đã lên được xong cấu hình và em phải ngỡ ngàng vì cái khả năng cũng như là cái sự ăn ý giữa cặp loa JBL ES10 với chiếc đẩy 4 kênh, chiếc đẩy QM1600 Pro ở phiên bản cao cấp của hãng Vwood. Em thật sự ngỡ ngàng luôn, chất âm nó đánh ra rất hay. Có lẽ chăng đây là cái con đẩy sử dụng công nghệ mạch Class D, nó là nguồn xung nên cho chất âm sạch. Và cũng có lẽ là nó sẽ được xử lý bằng con vang KM360, hoặc là nó cũng có thể hay bằng ở cái con T9, con CB900 Pro này. Nhưng thật sự bộ 4, gọi là bộ tứ thiết bị lên một bộ dàn máy, đánh loa nào cũng hay. Anh em có thể trải nghiệm trực tiếp với chất âm từ cặp loa ES10, quá tuyệt vời. Bát đánh rất mềm mại và gọn gàng. Ở đây em muốn nói đến cái con này là con đẩy mới về bên chúng em, và em vừa làm bài review xong. Và khi bác khách hàng ở trong Bình Thuận có liên hệ cho JK để cần tư vấn một cấu hình combo, muốn sử dụng một chiếc đẩy 4 kênh vì hiện tại ở nhà bác đang còn một cặp loa nhỏ nữa, thì cũng rất là may mắn khi mà em có luôn cái mẫu đẩy 4 kênh với giá tiền rất hợp lý để tư vấn cho anh, và anh đã quyết định lấy luôn cho mình. Cấu hình này gọi là cấu hình đầu tiên em lên cấu hình mà cái mẫu đẩy QM1600 Pro này lên được. Em cũng rất cảm ơn bác, mong rằng cái sự mở đầu cũng là mở hàng cho em về cái lộ đẩy mới này, về của cái date năm 2021 này, về nó sẽ thuận lợi may mắn. Trong đây thì em phải cảm ơn anh và xin chúc mừng anh. Bộ tứ thiết bị này thì gồm có 3 thiết bị đều là hàng mới về. Con này date tháng 9 năm 2021, con này vừa ra mắt, con CB900 cũng là hàng mới. Mic thì là mic chất VK321 rồi. Con này sử dụng công nghệ mạch Class D nguồn xung rất nhỏ gọn, thậm chí nó còn cả nhẹ nữa, trọng lượng chỉ 5kg thôi. Độ dày của nó 1U, nó chỉ dày hơn con vang này một tí thôi, nhưng mà cái công suất của nó rất khủng, cực đại lên đến 1.000-1.200W. Một cái công suất cực kỳ khủng, 4 kênh, đánh những cái dòng loa như dòng này này. Em đảm bảo mấy các anh em khi bác mà nhận hàng xong bác ghép thêm đôi loa nữa vào, đúng là ngỡ ngàng, ngã ngửa về chất lượng của nó. Vang KM360 có điều khiển thông minh đi kèm, em đã giới thiệu rất chi tiết rồi. Con này xử lý tiếng mic cực kỳ ngọt ngào, tí nữa thì ca sĩ bên em sẽ hát tặng luôn các bạn nhé. Một chiếc nâng tiếng mà có luôn cả cổng quang Bluetooth USB thì quá tuyệt vời rồi. Có nhiều cách để phối ghép, đi trên đi dưới là chúng ta không cần phải quan tâm nữa, không cần phải mất thêm chi phí mua thiết bị rời. Bộ mic thì không cần bàn đến. Bộ mic VK321 là cái dòng mic cho ra chất âm về tiếng mic hay, dày, không tốn pin, nhiều tính năng công nghệ thông minh. Và cuối cùng đó là đôi loa JBL ES10. Một cái phiên bản loa có một cái ngoại hình, có một hình dáng nó giống như một ngọn tháp, mà em cũng sẽ liên tưởng đến ngay. Đây là như kiểu ngọn kim tự tháp của những người Ai Cập cổ đại ngày xưa. Và cái thiết kế bố cục của nó cũng rất là hợp lý khi mà đưa cái dải trung lên cao nhất, xong rồi kết hợp giữa dải trung và dải bát sắt. Subwoofer là một con siêu chép kèn ở đây, cho nên là cái tiếng nó được dung hòa giữa bát trung chép, nó đi rất đều nhau, ba cái dải luôn luôn song hành cùng nhau, nên là cái chất lượng âm thanh nghe hay. Và đặc biệt thiết kế hai con chép ở phía dưới, nó làm cho không bị chói là thứ nhất, thứ hai là chúng ta nghe khi hát karaoke nó không bị rú rít. Hai con chép. Kích thước chiều cao của nó là 115, ngang là sâu ở 30, ngang là 34.5, đỉnh nhất, trên đỉnh nhất là cái bề dày của nó là 20 này. Đây trên này, một kích thước, một cái ngoại hình cực kỳ độc lạ. Ok, em sẽ đi vào vấn đề chính luôn, test nhạc. Mời các em đeo tai phone vào đây, lắng nghe, thưởng thức cái chất lượng cái bản nhạc này theo cái đúng cái yêu cầu của bác khách hàng. Bác đã có dặn là phải mở những bản nhạc nó mang cái tính chất cổ xưa một chút. Em xin mời các anh em đeo tai phone vào để lắng nghe nhé. Và nghe nhạc sướng không? Không có một cái thiết bị gì hỗ trợ nhá, em không hề đánh súp, đánh sáp gì hết. Các em có thể chỉ nhìn thấy chỉ ra hai loa đây. Đó. Và trên nâng tiếng thì chỉ có hai đường vàng, không có đường ra súp nào hết. Đây. Đó. Thank you.
vào tay em. Và sau đây em xin mời các anh em chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm tiếp một đoạn karaoke đó chính ca sĩ bên Zika chúng em gửi tặng các anh em trên cái cấu hình combo có sự phối ghép của một cặp loa và bộ tứ thiết bị VIP nhất hiện nay. Chỉ một đoạn ngắn hát như vậy thôi thì các em đã cũng thấy được cái sự trình diễn tuyệt hảo của cái bộ combo này rồi. Em rất là thích trong cái bộ tứ của cái thiết bị dàn máy này. Nếu như được lựa chọn, em sẽ lựa chọn bộ tứ này và phối ghép bên bất cứ một cái dòng loa nào bên em, từ G4000, 6000 cho đến SH1005, 1008, hay những cặp loa full, hay G2000, hay kể cả cái đôi này đi nữa. Em rất thích, rất hay. Và sau đây xin mời các em lại thưởng thức tiếp để trước khi em kết thúc video này. Chạy vòng quanh một hoang tiêu kỳ, một bờ cỏ non, một bờ mộc bì. Ngày xưa từng lời ta dương là lời mộ địa, từng lời về sống nghe ra từ độ suối nghe. Trong khi ta về lại nhớ ta đi, đi lên non cao, đi về biển rộng. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lần, ngọn gió thổi buốt xuân hi. Đôi tay nhân gian chưa từng đổ lần, ngọn gió hoang vu